cảm ơn phần dự thi và trả lời câu hỏi của thí sinh Mâu Thị Thanh Thủy, số báo danh 242. Và xin mời bạn quay trở lại vị trí của mình. Và xin mời thí sinh tiếp theo còn lại trong top 3, đó chính là Hoàng Thị Thủy. Thùy, hãy lắng nghe câu hỏi dành cho bạn. Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết dự án cộng đồng mà bạn dự kiến sẽ thực hiện khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và một phút dành cho Hoàng Thị Thùy bắt đầu. Hoàng Thùy xin kính chào tất cả quý vị. Đối bản thân Thùy, Thùy rất là quan tâm đến vấn đề giáo dục. Bởi vì bản thân Thùy lớn lên và có được thành công ngày hôm nay là được sự giáo dục rất là kỹ lưỡng giữa từ bố mẹ, từ xã hội và từ các thầy cô. Và Thùy đang có một cái tâm nguyện ấp ủ từ bao lâu nay, đó chính là sẽ mở một trường đào tạo về nhân cách cũng như đào tạo các kỹ năng cho các học sinh, các em có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì Hoàng Thùy đã từng sống trong điều kiện không được tốt và Thùy nghĩ rằng giáo dục sẽ tạo nên sự thay đổi rất là lớn cho đất nước Việt Nam cũng như là cho toàn thế giới. Và đối với bản thân Thùy, một người hoa hậu phải mang được tiếng nói và hành động của mình để ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Xin được cảm ơn câu trả lời của Hoàng Thị Thùy. Chúc mừng bạn và xin mời bạn hãy cùng trở về vị trí. Kính thưa quý vị, ba câu trả lời với ba màu sắc khác nhau, ba quan điểm với nhau khác nhau, đi kèm với ba dự án khác nhau. Và Ngọc Diễm tin rằng các bạn dù ai đăng quang thì các bạn cũng sẽ là những người rất là tích cực để theo đuổi những dự án của mình. Xin được cảm ơn top 3 một lần nữa, các bạn đã đem đến những góc nhìn rất là tích cực về cuộc sống. Và thưa quý vị, trong những phút tiếp theo đây, xin mời quý vị hãy cùng thay đổi không khí một chút. Có lẽ vừa rồi quả là những phút giây hồi hộp. Bất cứ ai theo dõi đêm chung kết ngày hôm nay cũng phải nín thở khi các thí sinh trả lời câu hỏi cực khó và cực bất ngờ từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ, họ sẽ cùng đồng hành với phần trình diễn của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng cùng với một ca khúc được sáng tác riêng cho đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đó chính là ca khúc Vương Miện Thiên Thần. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ladies and gentlemen, please put your hands up for our beautiful ladies tonight. Girl, you're beautiful girl. You're clever girl. You're sexy girl. Ôi đêm nay em đẹp như thiên thần. Trên đầu em vương miện lấp lánh. Và em thấu mình em tin rằng yêu kia mong anh yêu em. Say lòng đón người, em bước 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 trong bộ bikini, dưới đèn lung linh khi đang nhìn belly. Em nói với bao người mà ta không biết, thì cho lòng anh nhớ thương. Come on, uno, dos, tres. Ba vòng em sexy, cùng xuống một hai. I'm just sing. Một đứa thế giới như lên đi em, và một đứa kia mơ được như em. Beautiful girl, you're clever girl, sexy girl. Ôi đêm nay em đẹp như thiên thần. Trên đầu em vương miện lộng lanh. Vẫn thú vị, em sẽ tình sẽ rất yêu kiều. Mà anh nhìn em say đắm đớn ghê. Em bước 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 trong bộ bikini. Dưới đèn lung linh. Khi anh nhìn Bailey, anh nói với bao lời ngọt ngào thông minh, khi cho lòng anh nhớ nhớ. Ba vòng em sexy,
con rung lại. Em thật xinh, rất xinh. Một nửa thế giới đi lên vì em, ở một nửa kia mơ được như lên. Khúc Vương Miện Thiên Thần cùng với phần trình diễn của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng và vũ đoàn O. Kính thưa quý vị, và ca khúc Vương Miện Thiên Thần đã đem đến, mang quay trở lại sân khấu của chúng ta 42 gương mặt xinh đẹp, 42 gương mặt đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu mỗi Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những giải thưởng của chương trình. Trên tay chúng tôi lúc này là kết quả của các giải phụ, là một sự ghi nhận cho những cố gắng đóng góp của các thí sinh trong vòng chung kết này. Sẽ có 7 giải phụ và không biết 7 cô gái may mắn nào sẽ nhận được những giải thưởng này trong số 42 thí sinh của chúng ta đây. Đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng giải thưởng người đẹp tài năng, thí sinh mang số báo danh 106 Hoàng Hải Thu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chúc mừng người đẹp ảnh. Danh hiệu này thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ, số báo danh 346. Còn bây giờ hãy cùng đến với giải thưởng người đẹp áo dài. Xin được chúc mừng thí sinh Trình Thị Mỹ Duyên, số báo danh 414. Và hãy cùng chúc mừng cho thí sinh đạt giải người đẹp biển là một cô gái có làn da có vẻ đẹp rất biển. Hà Hên Nghĩa, số báo danh 424. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với giải thưởng người đẹp thân thiện. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh, số báo danh 303. Vẻ đẹp của thí sinh tiếp theo đã hoàn toàn thuyết phục bởi cô ấy rất khỏe khoắn, rất đầy sức sống. Cô ấy đạt được danh hiệu người đẹp thể thao, đó chính là Huỳnh Thị Cẩm Tiên, số báo danh 332. Và chúng ta còn một giải phụ cuối cùng, đó là giải người đẹp được yêu thích nhất. Và giải thưởng này được bình chọn bởi khán giả thông qua tổng đài 6589. Và Ngọc Diễm xin được nhấn mạnh rằng bình chọn này chỉ áp dụng cho các thí sinh có mặt tại vòng chung kết mà thôi. Và với tổng tin bình chọn là 5898 tin, chiếm tỷ lệ 35.61%, thí sinh mang số báo danh 404 Hoàng Thị Thùy đã chiến thắng ở giải thưởng này. Hãy chúc mừng cho 7 thí sinh
vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời đại diện của ban tổ chức và các đơn vị tài trợ sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cho các thí sinh. Xin được mời bà Lương Thị Cẩm Tú, đơn vị đồng hành cùng cuộc thi, sẽ lên sân khấu trao giải người đẹp tài năng. Xin kính mời Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương, cố vấn sắc đẹp, sẽ lên trao giải thưởng người đẹp ảnh. Xin được mời ông Niklas Palmquist, đại diện nhà tài trợ mỹ phẩm chính thức, sẽ lên trao giải người đẹp áo dài. Xin kính mời ông J.L. Lingeswara, đại diện nhà tài trợ lên trao giải người đẹp biển. Xin được mời bà Lưu Nga, cố vấn thời trang, sẽ lên trao giải người đẹp thân thiện. Xin kính mời ông Nguyễn Hoàng Vũ, đơn vị đồng hành, lên trao giải người đẹp thể thao. Và cuối cùng xin được mời ông Phạm Văn Việt, đại diện nhà tài trợ, sẽ lên trao giải người đẹp được yêu thích nhất. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, 42 bông hoa lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay, họ đều tài sắc vẹn toàn. Và 7 cô gái nhận được giải phụ chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực và tài năng cũng như nhan sắc của họ. Kính mời đại diện của ban tổ chức cũng như các nhà tài trợ sẽ trao phần thưởng hoa và băng đeo cho các thí sinh thật xứng đáng của chúng ta. Cũng kính mong quý vị, chúng ta hãy cùng cổ vũ và chúc mừng cho các thí sinh đã đạt giải thưởng phụ. Một lần nữa xin được chúc mừng các thí sinh và xin được cảm ơn các nhà tài trợ, các đại diện từ ban tổ chức. Và bây giờ xin được mời các thí sinh cùng quay về vị trí. Xin được mời các nhà tài trợ và các đại diện từ ban tổ chức chúng ta quay về vị trí để tiếp tục theo dõi chương trình. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời đại diện ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ cùng trở về chỗ ngồi của mình qua cánh cửa bên hông sân khấu. Xin kính mời quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, trước khi chúng ta đến với phần công bố người đoạt ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh thật đẹp và ý nghĩa của đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Phạm Hương trên sân khấu này trước thời khắc rất ý nghĩa và quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Hai năm trước, tại chính sân khấu Brown Center này, Phạm Hương vinh hạnh được xướng tên trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Và bây giờ là lúc Phạm Hương cùng ban tổ chức sẽ tìm ra người kế vị tiếp theo. Phạm Hương muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và tất cả các khán giả đã luôn yêu thương, dõi theo Phạm Hương suốt thời gian qua. Những tình cảm ấy Phạm Hương xin trân trọng và ghi nhớ đến suốt đời. Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì tất cả và xin cho Phạm Hương lần cuối được nói câu này. Đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Phạm Hương và với những bước đi cuối cùng trên cương vị là đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và bây giờ xin mời bạn vào bên trong. Còn top 3 của chúng ta, ba cô gái xuất sắc nhất của cuộc thi, bây giờ các bạn hãy lại gần nhau hơn nữa và hãy nắm lấy tay nhau, bởi vì đây là một giây phút rất là quan trọng và chúng ta cần tình bạn chia sẻ với chúng ta niềm vui này. Chỉ ít giây trước, chúng tôi đã nhận được phong bì kết quả top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng mở nhé. Bảo ạ, trong những phút như thế này Diễm mới thấy chúng ta, hai người MC trên sân khấu ngày hôm nay là những người may mắn, bởi vì chúng ta bao giờ cũng được nhìn qua kết quả sớm hơn các khán giả một vài giây. Tôi không đồng ý, tôi cảm thấy rất run, tôi cảm thấy rất hồi hộp và khó có thể nói hết được cảm xúc của mình lúc này khi đứng trước việc phải công bố ai là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Trong trường hợp anh run như thế thì hãy để Ngọc Diễm sẽ mở màn với giải thưởng Á hậu 2. Kính thưa quý vị,
Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 2, 4, 2, Mô Thị Thanh Thủy. Xin được chúc mừng Mô Thị Thanh Thủy với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Từ Văn Phước sẽ đại diện cho ban tổ chức và các nhà tài trợ, bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, ông Nguyễn Khắc Hà, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa sẽ lên sân khấu trao hoa, trao băng đeo và trao tiara cho Á hậu 2. Xin được trân trọng kính mời. Lúc này đây quý vị đang được chứng kiến khoảnh khắc mà Mô Thị Thanh Thủy được công nhận là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chúc mừng bạn, hành trình của bạn thực sự đã mang lại rất nhiều thành công. Sự ghi nhận với danh hiệu Á hậu 2 chắc chắn sẽ giúp cho Mô Thị Thanh Thủy mang tới nhiều ý nghĩa lớn hơn nữa cho giá trị cộng đồng, cho xã hội. Và hy vọng rằng bạn sẽ luôn luôn theo đuổi và hoàn thành được dự án cộng đồng mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi. Và cuối cùng là đóa hoa tươi thắm thay cho lời chúc mừng cùng với giải thưởng của các đơn vị đồng hành tài trợ với chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy chúc mừng Á hậu 2 Mô Thị Thanh Thủy một lần nữa thưa quý vị. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn các đại diện từ các đơn vị tài trợ cũng như là sở ban ngành đã đến chúc mừng cho Á hậu 2 của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn Mô Thủy. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hướng sự tập trung của mình về phía Hoàng Thị Thủy và Hồ Hèn Nhiê. Chúng ta có thể thấy rằng hai cô gái đang nắm chặt tay nhau để cùng chờ đợi giây phút rất là hồi hộp, rất là bất ngờ này. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin được phép công bố. Quý vị chờ thêm 3 giây nữa được không ạ? Hãy đếm cùng chúng tôi. 3, 2, 1. Đó là thí sinh sẽ giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có số báo danh đó là 4, 2, 4. Hồ Hèn Nhiê. Kính thưa quý vị, như vậy thí sinh mang số báo danh 4, 2, 4, Hồ Hèn Nhiê đã xứng đáng trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Và điều này có nghĩa rằng thí sinh Hoàng Thị Thùy mang số báo danh 401 đã trở thành Á hậu 1 của cuộc thi năm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên trao giải cho Á hậu 1 Hoàng Thị Thùy, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bà Dương Trương Thiên Lý, Giám đốc quốc gia tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam. Và xin được mời ông Từ Văn Phước sẽ lên sân khấu trao giải thưởng cho Á hậu 1. Xin được chúc mừng Hoàng Thị Thủy, Á hậu 1, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Xin được cảm ơn đại diện ban tổ chức. Và xin mời hãy cùng trao hoa cho Hoàng Thị Thủy. Vâng, xin được mời bà Dương Trương Thiên Lý hãy trao tặng hoa cho thí sinh Hoàng Thị Thủy với chức danh là Á hậu 1 của cuộc thi. Xin cảm ơn hai vị đại diện của chúng ta rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là giây phút đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Hồ Hèn Nhiê. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ra sân khấu đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương sẽ lên sân khấu trao vương miện và chuyển giao 2 năm nhiệm kỳ tiếp theo cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Một khoảnh khắc thật xúc động, sự chuyển giao giữa người đẹp này tới người đẹp tiếp theo, giữa Hoa hậu Phạm Hương
và Hoa hậu Hohenie. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho khoảnh khắc thật đẹp và đầy xúc động này. Chúc mừng cho Hohenie và cũng chúc mừng Phạm Hương đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình trong Hoa hậu Hoàn Vũ. Và tiếp theo đây sẽ là những năm tháng thật đẹp trong cuộc đời của Hoa hậu Hoàn Vũ Hohenie. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Nhật, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, sẽ lên trao băng đeo. Ông Lê Đức Vinh, chủ tịch. Bà Lương Thị Cẩm Tú sẽ lên sân khấu trao giải thưởng cho tân hoa hậu. Xin được kính mời ông Trần Ngọc Nhật, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, cùng với ông Nguyễn Đắc Tài, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sẽ cùng với đại diện của ban tổ chức trao giải cho tân hoa hậu Hohenie. Hohenie, bạn còn chờ gì nữa? Bây giờ hàng triệu ánh mắt đang chờ đợi những bước đi đầu tiên của bạn với tư cách là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông Trần Ngọc Nhật, ông Nguyễn Đắc Tài và bà Lương Thị Cẩm Tú. Kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến những bước đi đầu tiên ra mắt khán giả và công chúng của tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hohenie. Và hãy luôn nhớ rằng danh hiệu hoa hậu không phải là để giải trí, mà trên tất cả đó là trọng trách, nhiệm vụ của người đội trên đầu chiếc vương miện danh giá ấy. Và xin chúc mừng cho Hohenie một lần nữa. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị tài trợ đồng hành cùng với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã cùng chúng tôi tạo nên đêm chung kết của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chia sẻ với các vị khán giả. Và ngay bây giờ, Đức Bảo và Ngọc Diễm xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.